Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục 3 phút chăm sóc da cùng Lani. Mình là bác sĩ Tô Lan Phương, hiện đang công tác tại Lux Beauty Center. Rất là nhiều bạn hỏi Phương là rất là thích sản phẩm Bentonon hay là vitamin B5 nhưng mà không biết kết hợp như thế nào với những cái mỹ phẩm khác, không biết là có đụng nhau hay là không, tăng hiệu quả và có cần thiết hay là không. Bentonon hay còn gọi là vitamin B5 á, là một sản phẩm giữ ẩm quốc dân rồi. Nó có vai trò là giữ ẩm nè, lại tăng cường cái quá trình lành thương của cơ thể, từ đấy nó sẽ giảm thâm nè, rồi nó sẽ giảm nhăn, và nó nói chung như là giúp đỡ mọi sản phẩm, mọi thành phần khác để mà có kết quả được tốt hơn. Do đấy chúng ta có thể kết hợp với retinoid. Thì như các bạn biết, retinoid nó sẽ giúp cho chống lão hóa nè, xóa nhăn nè, giảm thâm. Tuy nhiên nó sẽ làm tăng cái quá trình tăng sinh của tế bào sừng. Nếu chúng ta không giữ ẩm được tốt thì nó dẫn đến hiện tượng bong tróc. Thì khi đấy B5 hay là bentonon vào là sẽ là làm nền để cho retinoid phát triển được tốt hơn và đỡ tác dụng phụ hơn. Hoặc là chúng ta sẽ có thể kết hợp với niacinamide, là một cái chất chống oxy hóa. Thì chất chống oxy hóa lại kết hợp với một chất giữ ẩm nữa, là coi như là một cặp cộng hưởng với nhau rồi, đúng không ạ? Hoặc là bentonon kết hợp với vitamin C. Vitamin C ngoài tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa, nó còn giúp cho tăng sinh collagen. Thì collagen sẽ có nhiều loại khác nhau. Trên da của chúng ta sẽ là collagen số 1 và collagen số 3, nâng đỡ da để giảm nhăn. Khi đấy bentonon hay kết hợp với vitamin C để sản xuất ra collagen, không chỉ giữ ẩm mà còn giúp chống lão hóa nữa. Ra không có chống chỉ định gì với vitamin B5, cho nên chúng ta có thể kết hợp HA cũng được. Do đó câu trả lời của Phương là các bạn có thể kết hợp thoải mái, miễn sao là sử dụng mình thấy phù hợp với da mình và da mình càng lúc càng đẹp là được nha.